thì khăn thì sau khi mà mình đó là ngoài cái việc mà làm sạch da lộn là ngoài làm sạch lớp trang điểm, làm sạch lớp trang điểm. Ok, làm lại. Chào các bạn. Thường thì các bạn nữ chúng ta rất là thích make up có đúng không? Nhưng mà rất là lười tẩy trang. Tại vì mỗi lần tẩy trang á thì vừa tốn thời gian nè, mà vừa dùng nhiều sản phẩm tẩy trang nữa, giống như tẩy mắt, tẩy môi, rồi nước tẩy trang, ôi tùm lum các thứ luôn. Nên ngày hôm nay Trinh sẽ làm một tập tip để thử thách bản thân mình tẩy trang trong vòng 5 phút. Và cũng chia sẻ cũng như là mách cho các bạn cách tẩy trang rất là nhanh, gọn lẹ và tiện lợi. Còn đặc biệt nữa là rất tốt cho da của mình nữa. Trước khi xem video á thì các bạn nhớ nhấn like cũng như là nhấn theo dõi kênh của Trinh nha. Bình thường á, với những cái lớp trang điểm như vậy thì rất là khó tẩy trang đúng không? Nhưng mà Trinh sẽ dùng một bước tẩy trang cực kỳ nhanh với một chiếc khăn như thế này. Nhìn cái khăn này thì mọi người sẽ nghĩ là rất là bình thường, nó đâu có khác gì khăn thường đâu đúng không? Nhưng mà mọi người xem nha, một lát nữa xem cái khăn này nó kỳ dị như thế nào nha. Còn bây giờ thì Trinh sẽ bấm đồng hồ để bắt đầu xem là cái cách tẩy trang của Trinh có đúng 5 phút hay không nha. Rồi bây giờ Trinh sẽ bắt đầu bấm giờ nha, xem có đúng 5 phút hay không. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhúng chiếc khăn này vào cái nước hơi ấm ấm, rồi chúng ta dắt cho nó ráo nhẹ. Vắt ráo nhẹ xong thì chúng ta đắp lên mặt khoảng chừng 30 giây thôi. Rồi khi mà mình cảm thấy da của mình đủ ẩm á thì mình có thể lại lột cái khăn ra và bắt đầu tẩy trang. Vùng mắt thì chúng ta tẩy sau nha. Khi mà lau á thì chúng ta lau nhẹ nhàng thôi, cũng đừng có chà sát vô da nhiều quá. Mà các bạn nhớ lau theo cái cách của Trinh lau nha, chứ đừng có vậy nha. Lau là phải lau từ dưới kéo lên trên. Tại vì da mặt của mình rất là mỏng nên là mình cứ từ từ với nó thôi. Khăn này Trinh sử dụng cũng được mấy tháng nay rồi mà Trinh rất là thích. Tại vì chỉ cần dùng một bước lau mặt là xong. Đây Trinh lau dùng chén xong Trinh sẽ mở cái khăn ra cho mọi người xem là bao nhiêu lớp phấn nền nó đều đi vào cái khăn này hết, bị cái khăn này lấy sạch hết. Các bạn thấy chưa? Trinh quên nói nữa là cái mascara mà Trinh đang dùng á là mascara không trôi, nên là bạn nào mà dùng mascara mà dễ đi dễ trôi á thì các bạn có thể dùng khăn này để tẩy trang mascara luôn. Còn mascara của Trinh đang dùng ngày hôm nay á là mascara không trôi, nên là các bạn phải sử dụng một cái nước tẩy trang mắt khác. Còn riêng bản thân Trinh thì Trinh dùng dầu em bé để tẩy mascara đây. Rồi bây giờ đối với mascara không trôi này thì như lúc nãy Trinh đã nói thì Trinh sẽ dùng dầu em bé để tẩy trang mascara. Rồi xong. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ rửa mặt bằng sữa rửa mặt nha. Với cái khăn này thì giờ mình dùng sữa rửa mặt giặt khăn cũng được, mà sữa tắm giặt khăn cũng được. Nói chung là đừng có dùng bột giặt nha các bạn, để tụi mình còn sử dụng được 500 lần nữa. Nè, khi chúng ta rửa thì mascara nó vẫn lên xuống vùng mắt của mình nè, các bạn thấy không? Nên là mascara không trôi nó khó trôi lắm. Khó có một cái loại tẩy trang mascara nào mà ra được hết sạch 100% cái mascara không trôi hết. Rồi sau đó chúng ta sẽ đắp cái khăn này lên mặt của mình từ 30 giây đến 1 phút nữa. Thank you.
Rồi, sau khi đắp xong, à các bạn nhớ là khi mà mình sau khi tẩy trang xong á thì chúng ta dùng cái mặt khăn mà lúc nãy chúng ta chưa có lau mặt á để đắp lên mặt từ 30 giây đến 1 phút nha. Chứ các bạn đừng có dùng mặt đã tẩy trang rồi ha. Xong, Trinh đã xong rồi, bây giờ xem là đồng hồ đã đến đúng 5 phút chưa nha. Đây. Còn dư 8 giây nữa các bạn ạ. Trinh làm thử thách ngày hôm nay á là để cho các bạn nào lười tẩy trang á thì có thêm động lực để tẩy trang mỗi ngày. Và Trinh cũng bật mí luôn là sắp tới Trinh có một tập rất là đặc biệt, rất là thú vị. Trinh quay ở một nơi rất xa nên là các bạn hãy chờ xem tập đó của Trinh nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn.